Xin chào thể quý vị và bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Nam Hi Audio ngày hôm nay. Tiếp tục một đơn hàng cho anh Hùng ở Phú Thọ với combo hai sản phẩm của bên em, những cái sản phẩm mà bên em rất là trọng tâm giới thiệu đến các bác khách hàng trong những cái video gần đây. Đó là một đôi loa cây là 12 hàng bát 30, một chung một tép, con này là hàng xịn chuẩn là 4.500.000 đồng, và một cục súp EB Pro 1520S mới cập bến của Nam Hi Audio. Và con này thì mới nhá các bác nhá, từ cách đây tầm 3 hôm thì bên em mới về được hàng, thì có giá là 4.300.000 đồng. Đấy thì em báo giá luôn trên video cho bác cũng có thể tham khảo giá cho các bác và test hàng cho anh Hùng. Và nhân tiện đây thì bên em trong cái mùa Covid này thì có trao đổi qua một chút, thì bên em có những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt và giảm giá cho bác. Và em đã hỏi bác xem nhà bác đang thiếu những cái sản phẩm gì để có thể nâng cấp để hay hơn, thì bên em sẽ khuyến mãi thêm. Quan trọng nhất là em không thể làm khuyến mãi những cái sản phẩm cao tiền, ví dụ như mua hai sản phẩm này khuyến mãi sản phẩm 5 triệu thì em không thể làm được, nhưng khuyến mãi những cái sản phẩm tầm hơn triệu thì bên em có thể hỗ trợ trong cái mùa dịch lần này. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho bác, đó là một con sản phẩm, đó là con Asli IP300. Đây là một sản phẩm chính hãng của Asli, đây là một con lưng tiếng IP300, giá thị trường hiện tại con này là 1.300.000 đến 1.400.000, và bên em khuyến mãi cho bác mùa dịch lần này. Đấy là khi mà mua combo hai sản phẩm của bên em trong cái mùa dịch. Đấy, các bác nào có thể tham khảo những cái combo lần này, hoặc là riêng lẻ thì cứ trao đổi trực tiếp bên em qua số điện thoại 0976366855. Một đôi quay 512 đầy đủ series, tất cả đầy đủ đấy, hàng bài. Phần test nhạc qua như các bác đã biết và cảm nhận qua được chất âm thì các bác lên đeo tai nghe vào để có thể hình dung rõ nhất về những cái sản phẩm này. Và em đảm bảo cho bác rằng chất lượng khi mà các bác mua những cái sản phẩm này về, có thể là mua một trong hai sản phẩm này về, hoặc là phối ghép hai sản phẩm này, thì tiếng cực kỳ bay. Ví dụ như những cái đôi loa KI512 này thì cực kỳ là hoàn hảo rồi. Nó gồm có chung và tép thì cho ra những cái đường tiếng riêng biệt, làm cho cái chất âm của nó ra hay và rất là tốt. Kết hợp với súp thì nó sẽ cắt được cái tần số sâu đối với con 1520S này. Và các bác nhớ đón chờ video sau của em, thì em sẽ so sánh cho bác những cái cục súp 1520S này với những cái cục súp khác trên thị trường nha. Đây là một đơn hàng cho anh và kỷ niệm anh, đó là một con IP300. Rất là cảm thay mặt Nam Huy, cảm ơn anh. Một đôi cây 512 rất là đẹp em đã chọn cho anh sẵn trước khi gửi đi rồi. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nếu mà muốn tham khảo thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để có thể được tư vấn cụ thể. Và đừng quên ấn một lần like và một lần đăng ký kênh ở bên dưới nhá. Sẽ có rất là nhiều những chương trình ưu đãi ở trong cái mùa dịch lần này nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.